năm 2020 đến ngày 13 tháng 2 năm 2020. Điều 3, tiêu chuẩn tuyển chọn, việc miễn và tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ, cách thức thi hành theo luật nghĩa vụ quân sự và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Bộ Chỉ huy quân tỉnh tổ chức hợp đồng với các ngành, đơn vị nhận quân xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng có liên quan triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Điều 4, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tránh văn phòng và đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân và Ủy ban dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Đỗ Đức Duy. Thank you.
Thank you.